Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Mèo Simi. Hôm nay sẽ review một review map đầu tiên. Đó chính là Runner Steep, một trò mà bác Rabbit đã giới thiệu cho mình. Thì mình sẽ chơi trò này. Thì mình nghe trò này rất là khó, mình nghe cũng hay. Vì lâu rồi mình chưa làm video, rất là xin lỗi. Vì mình sẽ tả xin lỗi thay lời xin lỗi, mình sẽ chơi cái map này. Cái mình sẽ đọc cái mà cái trò này mình đặc biệt là thế nào mà chúng ta có thể nhảy được đâu. Mình cắt rất là nhiều nhưng mà nó dù nó có tăng cho mình đồ tăng trưởng. Ok, chào mừng các bạn đã tới Super Steep Runner với và game này tới điểm vàng. Nope. Oh my god, thật sự còn lại. Ok thì is mid tới level. Ok, mình không muốn đọc nữa. Hi hi hi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu game vào khi ấn cái nút này. Ok, bắt đầu tiên. Thì mình nghe trò này nó rất là khó, nhưng mà mình thấy nó theo mình cảm nhận thì nó rất là bình thường. Nó nghĩ sao nó dọa mình chơi bằng cách để hàng rào. Nó vẫn quấy wow. Không? Mà số 2 tuần. Ô, bây giờ nó cũng lộ lộ tí nhưng mà bình thường. Cậu khỉ này. Đó chính là lỡ lỡ trượt tay á, xin lỗi. Nhưng mà trò này chắc mình phải cẩn thận một tí chứ, ngồi ngạo mạn thế này. Bốn cái bằng số 3 fly. Ô đúng, mà chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà mình thấy nó cũng chưa tới mức khó lắm, đúng không? No. Để lỡ tay. Nhưng mà kệ, coi như là cái thằng CK mới like. Mình xin nói chuyện với thằng CK. Yeah. Nhưng mà mình chưa quen thằng CK mấy. Ngại nói chuyện với thằng CK lắm. Yeah, Mr. Louis online rồi. Yeah. Mình xin nói chuyện với bạn. Come on, let it go. Let it go. Can hold. Mà thấy nó bình thường lắm mà. Bình thường. Ok, Potsuki. Run, 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 run. Bình thường. Ok. Whee, boom. Trời ơi, bình thường quá đi. Sao mình pro thế nhở? Nãy giờ không chết ván nào. Cái map này nó định làm gì mình à? Nó đơn giản mày. F5 để xem mình chạy. What? Serious? Ok, thì đó là mình nghịch ngu, mình chủ quan tí. Cái đoạn mình chả thèm. Map này mình thấy thì nó cũng là khá là hay, cực hay luôn á. Thì lúc nào mình cũng đang bận học thi và hiện tại rất wow. Pro bay piu no, why stop it, mày đừng có dùng cái trò ngu xuẩn của mày nữa. Cái map này rất là hay, trên mọi đồ họa rất là... Cái map này mà theo mình biết nó không thể cheat được nè. Nha, mình cho các bạn mình công khai bằng lan nha. Đó, các bạn không thể cheat được. Cái bắt cười của nó như vậy. Vì vậy sẽ làm con nghĩ nó ức chế thế nào. Ok. Ok, thì mình sẽ cái mình không biết quên mình no. Why, trời ơi, mình biết mình đi qua cho rồi, mình không thể. Chút nữa mình sẽ để lên vì mình sẽ hỏi lại bác Rabbit vì cái lên này mình nhờ Rabbit. Nhưng mà ok, nhạc mèo rap quá hay, ước gì lúc mình chơi survival cũng nghe được mấy cái nhạc này là hay biết mấy. Có vài người nói mà nhạc mèo rap nó vớ vẩn nhưng mà mình thấy nó chả vớ vẩn, nó yên lành thế nào. Núp.
mình có vấn đề à? Xong mình thấy ngơ nghiêng nghiêng hay sao? Chắc mong mình vấn đề. Oh, một cái bức tranh khá đẹp. Oh my god, nhận Minecraft đúng là tuyệt vời thật á. Có gì mình chơi survival. Nếu bạn mà muốn mình chơi survival thì mình sẽ chơi, nhưng mà mình không thích. À, mình không thích nhưng mà mình chả có thời gian. Nhưng mà mình thích chơi Minecraft survival kiểu có Slayer mod á, nhưng mà cái đó là nó cảnh báo với mình á là nó có thể gây máy cho các bạn. Yes, gây máy cho các bạn yếu đi. Ok, yếu. Ok, tốt, yếu đi. Nó sẽ làm gì á? Ồ, xin lỗi à, gì đó. Nhưng mà mình rất thích xây đều mod nhá. Lúc nào mình yên tâm, lúc nào mình thi xong nâng cấp máy lên tí thì mình sẽ cài xây đều mod ngay lập tức, vì cái mod đó nó khá là khó chịu ơi, khá đẹp. Đúng là nó đẹp thật, và không, nó quá đẹp luôn á thật. Nhưng mà cái đó thì phụ thuộc vào máy xịn. Mình ưa cài shader mod mà kiểu lúc quay á là 20 fps, mình thích cái kiểu đó. Quay hai, nói thiệt mình chả bao giờ có cuộc đời mà quay được 20 fps gì này. Ồ, 35 à, nhưng mà mình cứ quay cái kia. Mấy bài này thì nó đơn giản thôi. Người đi trên dây, cái này thì mình biết, cái này mình thích này. À, bạn nào biết cài mod không? Mình biết cài nhưng mà mình nhát quá. Không phải nhát, mình sợ nó lag máy con nó là cái gì nhỉ, nó có thể gây cái... lúc mình cài Optifine vào nó có một phần mềm đen chứa máy của bạn, nó nói vậy. Thằng mình nói thật là mình sợ. No, why? Ghét cái map này. Tại sao mình lại chơi cái map này? Tại sao Robert, tại sao bác lại rủ tôi chơi map này? Tại sao? Tại sao mình lại chơi cái map ức chế này? Hôm nay là chuyện vui không phải chuyện buồn. Ok, hôm nay thì mình hôm nay mới nói chuyện xong anh mũ trắng. Anh bữa nay anh giống ca sĩ, lúc nào cũng hát karaoke, mình mắc cười dã man. No, 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 no. Yeah, cái đoạn này thì mình biết á. Vì mình có quay rồi nhưng mà nó có quay rồi nhưng mà mấy bác ấy nghịch quá nên mình không quay nữa. Ok. Yes, ta qua màn đó đó ha. Ok, màn 9. Bùm bùm. Oh, cái này đơn giản. Ok, mà phải final. Cho quá cái ban đầu thôi mà. Ok, nhưng mà phải bình tĩnh, ngước mặt lên trời. Ok, mỗi lần mình làm gì mình phải ngước mặt lên trời hết đó. Coi đây. Ok thì tập what, chị mình có chơi cái map này rồi nhưng mà chị mình nó đến mức kiểu sao, chơi thế nào mà ức chế kiểu đó là không bao giờ đụng với Minecraft nữa, không bao giờ đụng tới cái map này nữa. Mình không biết lúc mình chơi cái này xong mình không biết mình có còn cái đụng cái game, đụng cái Minecraft này không, nhưng mà mình nghĩ là có. Nó quay game mà. No. Ok thì ok, đơn giản. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Ok. You can do this. Yes. Ok. Mong 10, trời ơi, mình chơi pro luôn. Cái gọi là gì nhỉ? À, gì ạ? Cảm thấy anh... gì học tiếng Anh cũng ngu nữa. Nope. No. Excellent à? Tuyệt vời. Oh, không biết nhưng... Good. Good đi. No! Wow. Trời ơi, cái map này... Sao nó khó chịu thế nhỉ? Mỗi lần ví dụ các bạn kiểu my god, nhưng mà mọi người nghe tin Black Hat đã chuyển kênh không? Mình khá là buồn á. Vì cái kênh đó nó chứa bao nhiêu cái thứ mà hay ho lắm. Nó chứa bao nhiêu cái hay ho mà
No, sao mình lại ấn nút control Y, 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 ai do gì? Xin đi. Sao mình ngu thế? Nhưng mà mình biết mình ngu sẵn rồi, cả cần nhắc nhở. Come on. Ok. Now. Why? Tự nhiên mình ấn nút control phát đi cuối cùng đi ra luôn. Tần tần tần. Nhưng mà mình sẽ có chơi Minecraft Survival nữa. Oh my god. Ok. Ta không dạy nữa. Mình sẽ không trẻ trâu nữa. Ok. Why? Cái đoạn đó mình phải cẩn thận thôi. Ok, mình sẽ không la nữa. Minecraft là mọi người nhớ quay video nhớ bật mic nhỏ lại nha, quay chừng mình la cho bể các bạn nhỉ. Ok. Cái đoạn nó khó nhỉ. Mọi việc đứng đúng góc à. Mình muốn chết qua đi. Trời ơi. Sao cái map này nó khó thế. Đường này mình chết vì chỗ này nhá. Nhục lắm á. Chết vì chỗ này nó đã nhục rồi. Oh my god. Cái map. Có gì có ai giúp mình TP tới nhỉ. Mà cái map này lưu ý nha các bạn, không thể chơi chung được nhiều người. Vì nếu các bạn chơi chung nhiều người nó sẽ bị lỗi. Thì mình cũng có cho thử 4 người nhưng mà nó bị lỗi sao sao bị lỗi vì máu này dành cho mọi người. Nếu các bạn mà kiểu em mình chơi kiểu sao chơi với đứa đen mình á, chơi kiểu sao thì mình đang chơi phát đứa đen mình chết mình cũng chết theo đó. My god, god damn it, ghét cái map này thôi. Like và subscribe. Nhưng mà mình không biết mình có nên làm mình không biết mình có nên làm kỷ niệm những lúc mình được cao sấp không nhỉ. Mà chắc là không. Mình ít người, mỗi lần mình làm gì cũng ít người quan tâm lắm, để thôi kệ làm video để người ta like cho nhanh. Kỷ niệm mà chưa có ai quan tâm đau buồn quá. Nói thật bằng tấm lòng luôn á. Mỗi lần kỷ niệm, mỗi lần ai kỷ niệm thì cũng nhiều người quan tâm lắm. Mình thích các bạn kiểu các bạn vừa like video của mình hoặc là comment ở phía dưới. Mình thích các bạn comment ở phía dưới không? Vừa like vừa comment á. Chứ đừng có like kiểu đu 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 đỡn like cho vui. Mình thích kiểu comment hơn á. Mình rất thích đọc các comment của các bạn. Như các bạn nghĩ gì? Chửi mình thích thì chửi mình phát. Come on. Bây giờ nha mày nha, tao dắt mày làm là sao qua chỗ này nhỉ. Yes. Cái gì đây, mình sẽ đi từ đây, mình sợ lắm này. Bây giờ mày mà không cho tôi gọi tôi đập cái máy luôn á. Cái đó là mình phải cẩn thận. Mình sợ lắm rồi á. Cái gì à, nhưng mình chú ý nó càng nhỏ gần á. Đúng là nhỏ, nhỏ thật. Vai. Nhìn kìa. Cây cầu khỉ của năm. Mình chỉ cần nữa. What? Đùa với mình à? Không, nó không hề đùa với mình đâu. Ok, giữ nút control để đi. Cái đoạn này mà không giữ nút control thì chết á. Thật. Bây giờ mình bây giờ mà mình bỏ nó thì bây giờ mình bỏ 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 nút control ra là đời mình đi theo 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 đời mình đi luôn á. Thật. Come on. Yes, bè cái map. Ok. Rainbow. Thì mình nghe nói là bắp map Rainbow thì rất là khó. No. Lại rớt.
cái map. Đây gọi là cái map hại não. Vừa không cho cheat nữa chứ. Tôi chị mình nói là không thể qua được cái mạng đó, rất là khó khăn. Ok. Hopla. À hu chu. Đù. Khó vậy. I believe I can fly. Ok. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ok, chúng ta qua được rồi. Yeah, quá dễ. Cái này cũng đơn giản. Boom, boom. Ok, bây giờ là tháp à? Wish. Wish how? Ở ngoài mình sẽ Wish là phù thủy. Come on. Sao hôm nay đừng hôm nay mình chơi rảnh thế nhỉ? Chắc giờ không không hề đơn giản tẹo nào, trời ơi cái mắt, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi. Bụt tút tin nó đơn giản lắm, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Ok, đây là map rainbow phải không? Runner steep là luôn chạy và chạy và không có nhảy, nhưng mà trong định nghĩa chạy nó có nhảy không nhỉ? Mình nghĩ chắc phải có chứ, nhảy cũng là một hoạt động mà, thấy không? Ok, sao đơn giản, hôm nay mình chơi pro thế nhau, like cho mình phát coi mình quá chơi pro nhé. What cái map gì kia? À cái map hồi nãy. Sao cái đường này xa vậy? Come on, trời ơi mình chơi có pro mà. Ok. Hôm nay mình tự khen mình luôn á, sao mình chơi pro thế nhỉ? Nhưng mình giỏi có mấy cái này á. Ok. Come on. Yes. Qua mà. Tan ta ta ta. Tu 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 tu. Hả? Sao khó vậy? Tu 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 tu. No. Why? À khoan đã, sao mình cũng qua được nhỉ? Ồ, mình hiểu rồi á. Cái mũi tên của nó kìa. Chuẩn. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Ồ. Thì ra cái mũi tên. Cái mũi tên. Quá mây kìa. Coi thì mình quay nãy chừng mấy phút rồi nhỉ? Ok, mình sẽ qua cố gắng qua tới cái map nào đó. Ok thì mình sẽ cố gắng qua mà chết dở này. No, why? Ok. Kì. Kì. Sao cái map rainbow này nó khó chịu thật hả? Đúng không? Đúng mồm luôn á. Đúng mồm luôn. Đúng mồm luôn. Khó vậy. Cái mắt mình ức chế thế cơ. Bây giờ mình mới biết rainbow nó khó đến mức vậy. Ok mình sẽ ngồi chọn điểm tựa. No, qua đi. Trời ơi, khó quá đi. Oh my god. Khó vậy cơ. Khó vậy cơ. Khó vậy cơ. Khó vậy cơ. Fail. Fail, fail, fail. Fail, fail. Mình cố gắng qua map này thôi mình. Cái map này thôi mà. Vãi, mình nhảy phát mình quen rồi, mình quên nhảy, quên mất là cái map này nó chạy phát. Vãi. No. Ok, cái map đơn giản thôi mà không qua được à?
Mình phải cố gắng qua cái map này mới được. I believe I can fly. I believe. Yes. Cuối cùng mình có thể bay được. Yeah, I believe I can fly. Please under the sky. No. Why? Nhưng mà cái bác này cũng vậy. Ok, mình sẽ qua xong mắt mày nữa, mình sẽ đi ra khỏi chân trời. Cái này cũng được. Cái hình gì vậy? Yes, cuối cùng mình cũng qua cái mạng bữa nương đó. Ghét cái mạng đó. Nhưng mà cái này cũng đơn giản thôi. Cái mạng này cũng đỡ cái map khó đó. Khó chịu vãi. Nhưng nãy chị mình rặn ghê lắm á. Thì mình sẽ nói chuyện với Louis đã. Ok, quá dễ đơn giản. Trời ơi, quá đơn giản. Ok. Quá rồi không? Thôi ok, thôi, mình không muốn chơi nữa. Và xin chào tất